Hai xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình có cơ hội để mình được học hỏi kinh nghiệm từ nhân viên kỹ thuật của nhà máy ô tô Đô Thành về dòng xe EDU và mình chia sẻ với tất cả các anh em tài xế cũng như anh em kỹ thuật. Thì mời mọi người theo dõi video của mình. Chúc mọi người xem video thật là vui vẻ nha. Chắc mình muốn em phải học hỏi anh thêm về xe quá, tại vì em chỉ giỏi về chạy thôi, còn về cái kỹ thuật thì em chạy với em cảm nhận được cái xe đó cái chất lượng như thế nào thôi, còn những cái linh tinh mà những cái nói chi về kỹ thuật thì em không biết, chắc phải học nữa để cho mình có tư vấn cho khách cho nó dễ hơn. Thường á là nếu mà chị lên một chiếc xe đi chạy á thì làm sao mà chị biết là mình chạy làm sao cho tiết kiệm nhiên liệu? Kinh nghiệm của em là thường thường là em chạy ở tốc độ tầm khoảng 50-60 cứ đều ga. Còn cái cách nào đó, cái đó là cách chuyên gia đúng không? Đúng. Có nghĩa là cách cảm nhận của mình cứ chạy 50-60 không nhịp ga vô đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà để nói về kỹ thuật đó, thì nó rất là dễ. Cái xe nào thì trên mạng nó cũng có catalog. Dạ. Mình sẽ coi gọi là công suất. Dạ. Cái công suất của nó ví dụ giống như là đạt được 160 số đó bé đó trên số vòng quay là bao nhiêu, dạ. Thì canh cái số vòng quay, hoặc là bây giờ chị nhìn cho cái số vòng quay máy là chị đạt đó này. À, chị thấy không, là xanh nè đó, bây giờ là cái khu vực trắng đúng không, cái khu vực trắng là cái khu vực là khá là hao nhiên liệu, còn cái khu vực mà kim nó bắt đầu nó đỏ đi là nó hao nhiên liệu. Mà chị chạy cái này nếu mà theo chạy khoảng 8 giờ thì trên 1.500 cho tới 1.000. Đúng rồi, có nghĩa là nếu mà cái này là ngàn khoảng ngàn tư đến 1.200 đến 2.000 thì chị chạy trong cái khoảng đó là cái công suất nó đạt được tối đa, nhưng mà hiệu suất nhiên liệu là thấp nhất. À, chứ không phải là công suất nó lớn nhất nha, công suất nó tối ưu nhất á. Còn khi mà mình đạp lên chắc chắn là lên ga nhiều, lên ga nó sẽ chạy nhanh nhiều, nhưng mà cùng lúc đó là nó sẽ phun nhiều hơn. Nhiều hao nhiên liệu nhiều hơn. Đúng rồi. Thì xe này thường á, nếu mà chạy mà biết cái cách để chạy á, nhiều xe thì tiết kiệm nhiên liệu. Em dạy thì theo cái cảm nhận của em với mấy cái giống như là học hỏi của anh em tài xế trước vậy đó, đi ví dụ như ở những cái đoạn dốc đó thì mình xe không á, là giống như đang trên dốc đầu đi xuống á, hoặc là những cái đường dốc đường đồi á mà xe không mới được chạy mo đó, còn xe tải có hàng chạy mo thì chuyện nguy hiểm là chết luôn đó. Thì kinh nghiệm là vậy đó, cho nên là khi mà em đi giống như là đi Đắk Nông, rồi Đắk Lắk, Gia Lai rồi đó, em đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nói chung là khi mà mình lên dốc thì mình sẽ dựa vào cái độ mà máy nó mạnh hay không. Dạ. Thì tay số là chắc chắn là tay số yếu đó, làm sao mà nó tay số cao đó, làm sao mà lên dốc được. Dạ. Nhưng mà khi xuống dốc đó, thì mình phải lựa cái tay số nào cho nó phù hợp. Dạ. Ví dụ giống như mình lên dốc số 2 đi, thì hồi xưa là mắm thầy kêu lên dốc số 2 là phải xuống dốc số 2. Mà nhiều khi xuống dốc số 2 cái máy nó kỳ quá chậm, thì cái động cơ sẽ rất là dễ hư. Dạ. Thì mình có khả năng là đẩy lên số 3, số 4, nhưng mà lên số cao là còn không được, có nghĩa mình phải độ, nó còn phụ thuộc vào cái độ dốc và cái chiều dài của cái dốc. Dạ. Đúng không? Chứ bây giờ ví dụ như bây giờ chị lên cái dốc 10% lên dốc đèo Bảo Lộc đi, mà chị xuống cái số ví dụ số 2 xe này đi, nó ghi xuống nó chạy có 15 cây số giờ thôi, thì khi đó là cái động cơ nó ghi lại, nó bị ghi lại, dẫn đến là tuổi thọ động cơ nó sẽ nó mau hao hơn, thì mình có thể đẩy lên số 3 thôi, hoặc là đẩy lên số 4 tùy theo cái tải trọng dốc dài. Dạ. Khi đi mà em cũng chạy quen á, thành ra là em coi cái độ dốc nó cao thì em đi cái số nó nhỏ, tức là khi mà đi lên nó nhỏ, còn khi đi xuống thường thường á, xe nhỏ là em mới dắt rửa mo em chạy, còn xe lớn lại em không dắt rửa mo đâu. Mo là đi luôn á. Rồi. Tại vì cái lực quán tính của nó rất là lớn. Dạ. Mình không thể nào thắng được. Đó là về kinh nghiệm đi đường không thấy. Ngoài ra là khi mà đi dốc thì cần phải có bật phanh ký xạ, mình hay gọi là turbo á. À, xe nhỏ thì không có, xe du lịch hoặc xe mấy xe xăng thì không có, nhưng mà xe máy dầu là thường có phanh turbo. Dạ. Nó bị cái đường turbo là ống xả lại để nó hỗ trợ thêm cho phanh. À, tức là mình để cho nó đi ở cái chế độ là hơi chậm một tí xíu để phanh nó nhanh. Đúng rồi, có nghĩa là mình hạn chế rà phanh. Dạ. Tại vì khi rà phanh thì có thể là bẻ cúp ben. Dạ. Và tambour nóng nó bẻ nứt luôn cả tambour luôn. Dạ. Thì khi cái này khi mà gặp cái này lên thì đó là nó sẽ kỳ cái máy lại nữa. Mình đã thắng bằng số rồi. Dạ. Hay là chị có nghe tiếng xì nữa. À, đó. Có nghĩa là khi mà nó ngắt nó xì ra, có nghĩa là nó phải thành cái bồ. Mình chỉ cần nghe nè. Giờ nó đã bắt nè. Đó ngắt rồi.
là nó bị chống bô lại. Còn khi mà cái tua nó thấp xuống quá thì nó lại nhả không chống bô lại. Đó, còn nếu mà mình gạch lên làm việc nghe được. Im cái tiếng máy thì im hơn. Nó đâu có bị im đâu. Có nghĩa là phanh khô chưa hoạt động. Một số cái xe này để chạy nó ok hơn. Tại thì chị thấy là trên cái vô lăng của mình ha. Dạ. Nó có đầy đủ cái nút mà điều khiển giống như xe con vậy. Dạ. Có thể chỉnh được những cái option ở phía trên đây. Dạ. À, hiện tại trên đây thì ở đây cái xe của mình đặc biệt là xử lý khí thải Euro 6. Dạ. Thì hiện tại nó có ure ở đây ha, là 100%. Dạ. Đó, còn ngoài ra nó thể hiện bình ắc quy cho chị là 23.9V. Dạ. Đầy đủ các thông số trên đây. Dạ, để em quay sơ cái hình thường. Cứ mình mở đèn lên là những cái thông số này nó nổi lên hả? Đúng rồi. Ờ, cái vô lăng này thì mình sẽ chỉnh bằng hơi. Dạ. À, xem làm các bác chị nhấn nút này vô nè. Dạ. À, chị kéo lên được, đẩy xuống này. À. À. Đó, kéo lên xuống, đẩy xuống đất này. Sau khi mình chỉnh xong thì mình nhấn lại. Dạ. Nó khóa lại. Cái này là chỉnh vô lăng ha. Hiện tại thì xe mình thì có cầu giả. À. Degu thì người ta sử dụng cầu giả chứ không sử dụng cầu chết. Dạ. Tại vì cầu chết khi mà mình đi lúc lượt đi thì ok. Dạ. Nhưng mà lượt về thì nó sẽ hao mòn bánh xe và tốn nhiên liệu. Dạ. Nên thường là sử dụng cầu giả. À, mình bấm nó là rút lên hả anh? Dạ, bấm là nó rút lên, còn nhấn là. Nhưng mà khi sử dụng cầu giả thì một số bác tài phải lưu ý là mình phải coi cho cái thông số này. Đây là cái nút, đây là cái van dùng để chỉnh hơi. Dạ. Có nghĩa là khi mà chị chở cái tải bao nhiêu thì chị phải chỉnh cái hơi theo cái số ký này. Dạ. Cái này ví dụ giống như là cái xe chị mà chị chở có 5 tấn rồi. Dạ. Đúng không? Thì chị chỉnh áp lực là phải 7.4 kg. Nhưng dạ. mà chị chỉnh lên 10 kg, có nghĩa là cái cầu giả nó đẩy cao lên. À. Cái cầu thật của nó là nó trượt. À. À, xe mình chạy không được. Và dẫn đến là cái bánh xe của cầu thật nó sẽ mòn, nó trượt 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 trên bề mặt đất. À. Đó nên là phải quan trọng bằng cái này. Còn là xe này thì có xông kiến ha. Có xông kiến, xông nhiên liệu. Đây này. Dạ. Xe kiến nè. Dạ. Ngoài ra một cái nữa là xe này thì đặc biệt là có khả năng rất là khỏe. Ở đây chị thấy cái xe thì chị chạy xe nhiều rồi thì chị biết chiếc xe này được dùng được nhiều. Em cũng chưa xài tới cho nên em không biết thiệt luôn. Đặc biệt là mấy những cái xe kia là thấy số 1 nè, 2, 3, 4 đây là 2 tầng đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thọ. R là chắc rất là lùi rồi. Rồi đúng rồi. Nhưng mà chiếc xe này thì rất chiếc xe này cực kỳ khỏe. Cái xe này để dùng cho cái gì vậy anh? Chiếc xe này khi mà lên dốc mà xe mình chở tải nặng á, mà khi mình thắng xuống dốc thì rất nhiều xe nó bị tụt dốc. Dạ. Xe này nó còn khỏe hơn số 1. À. Đây là số bò. À. Dùng để khởi động, hỗ trợ khởi động. Dạ. Tức là giống như khi mà chở hàng á, chở hàng mà muốn lên dốc thì mình sẽ đi chiếc xe này còn là nó còn khỏe hơn số 1 nữa. À em hiểu rồi. Có nghĩa là khi mà mình đi vô những cái lên đèo nhưng mà những cái cua cù chỏ á. Dạ. Thì thường là số 1 là tới đó nhiều xe nó là bò luôn liên tục. Dạ. Thì cái số này khi mà gặp vô số 1 nó còn khỏe lắm, cực kỳ khỏe luôn. Dạ. Để mà người ta hỗ trợ thì thường số này mình không có xài nhiều. Dạ. Tại vì em thấy chữ C có xe có chữ C nhưng mà em không biết là nó xài cho cái gì vậy. Còn trên xe này thì đặc biệt là khi mà đang nổ máy mà vô tình mà xe bị tắt máy thì xe này sẽ không cho đề lại nữa. À. Mà bạn mà muốn đề máy là phải là tắt máy đi. Dạ. Tắt chìa khóa đi xong mình làm nó mới cho nút đề nha. Có nghĩa khi mà chị lên dốc mà chị thay nhả ly hợp nhanh quá. Dạ. Mà tắt máy á. Dạ. Khi chị bật cái này là nó sẽ không đề được. Dạ. À em hiểu rồi. Nó đang hiểu là cái xe mình đang tình trạng nguy hiểm gì đó. À. Thì mình phải off lại. Dạ. Xong rồi mình mới đề thì nó sẽ cho mình đề. À. Thì xe này được trang bị rất là hay. Thứ nhất là phần turbo thì có rất nhiều trên dòng xe rồi. Dạ. Phần khí xả. Dạ. Nhưng mà là có một cái chế độ đó là cruise control. Là sao anh? Là bây giờ em chạy ngoài đường cao tốc, nếu mà em canh với tốc độ là khoảng 100 thì em nhấn cái nút nó sẽ chạy 100, em không cần phải đạp gì hết, nó không chạy. Là sử dụng ở đây. Nhưng mà cái đó thường sử dụng trên đường cao tốc thôi chứ. Đúng rồi. Đó là cái này, cruise control này. À. Đây là cruise control này, cruise control. Em thấy mấy nút đó nhưng mà em chưa xài tới, thật ra em không xài tới. Cái này là nó sẽ chỉnh cho nó lên xuống. Dạ. Khi chỉnh cao tốc thì cái chạy bật như là on off nè. À. Off nè. Thường nó nằm ở chế độ off. Khi nhấn dưới này lên thì là tốc độ nó sẽ lên. À. Nhấn dưới này thì tốc độ nó sẽ xuống. Dạ. Tắp lô thì rất là đẹp. Dạ. Riêng cái này là hệ thống máy lạnh thì cực kỳ là lạnh. Dạ. À, khách hàng sau khi phản hồi xong thì ai cũng kêu là xe này rất là lạnh. Dạ. Xe cực kỳ lạnh. Máy lạnh theo xe. Mà DU hầu như là dòng nào thì cũng có máy lạnh theo xe đúng không anh? Đúng rồi, 100% là dòng theo xe. Dạ.
đi cái xe Daewoo mà cũng không biết là bật cái đèn cạn, cái đèn gầm ở, nó ở đâu. Tại vì đây là cái công tắc gì nè. À. Là chị thấy là nên là tắt ha. Bật lên nè. Rồi. À, tắt bật nè. Dạ. Mà khi bật lên rồi thì có nhiều xe thấy ngoài đường xe người ta chạy, người ta có cái đèn đèn thấp ở dưới nữa. Mà mình có thì ở đây nó có một cái nút kéo lên nè. À. Nè, chị kéo lên thì nó mới lên cái đèn kia. Còn à. Nếu nhấn xuống thì nó không có. À. Rồi rồi rồi. Biết chỗ đó luôn á. À, thì rất nhiều bạn là không biết cái này. Dạ. Để cứ quen là nhấn xuống bạn thôi. Để cho mình kéo lên cái nữa thì nó sẽ sáng. Đó là DC, là người ta đã chuyển cho mình là DC 12V chứ không phải 24V. Ở cái này là sao anh? Đây là cái tẩu mồi thuốc. Đây cái à. Nó gần giống như cái tẩu mồi thuốc nhưng dạ. mà nó đang cục sạc á. Dạ, nhưng mà ý là cái này là nó để cái này DC 12V. À. Có nghĩa là mình sử dụng chung cái cục sạc của xe du lịch được. À. Một số xe tải ở đây là 24V thì khi cắm cái cục sạc vô thì nó sẽ cháy. À. Em xe tải đi. Thường là 24V. Nhưng mà cái cục cắm vô đây thường là 12V. Em không đi. Từ thường em nhớ mấy cái xe nhỏ nó cũng để 12 vậy nè. Đúng rồi, thì xe nhỏ nó xài một bình thôi. Dạ. Nhưng mà xe mình là 24 thì xài hai bình nó khui. Dạ. Và cũng cái này đã chuyển sang sáng xuống rồi. Dạ, giống như nó hạ điện xuống là để rồi. Cho mình dễ xài. Còn ví dụ giống như đây là một thuốc 24V. Dạ. Một thuốc riêng là 24V. Ủa sao nó để chi thêm cái này nữa ta? Không, cái này là một thuốc. Dạ. Còn cái này dùng để cắm cái tẩu sạc. À, cái này có sạc cho cái laptop đồ cũng được đúng không? Còn này là 24V là đồ gì hay không? Dạ, dạ. Nhưng mà thường thường em thấy sạc điện thoại là sạc ở chỗ cái mồi thuốc này. Đúng rồi, nhưng mà cái này là 24. À. Cái này zin theo xe là 24V. Dạ, nhưng mà 24 mình vẫn sạc được cái cục thì sạc mình phải mua cái cục mình nó 12, 24 nó là auto. À. Còn nếu mà ra mua xe hơi nó bán có 12V. À, em hiểu rồi. Để em về em để ý cái cục nên sạc em mới được. Nhiều người kêu xài cục này nó mau hơn. Ừ. Không phải, có nghĩa là khi mua cục xe ô tô nó khác mà xe tải nó khác. Vậy là hôm nay mình có thêm được nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật của xe DU, thì mình chia sẻ cùng tất cả các anh em bác tài cũng như là những anh em kỹ thuật. Và video của mình sẽ kết thúc ở đây. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu cảm thấy hay, hãy like, share và đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo hay hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.